toán à, Thầy hiếu chào các bạn. Ở trong cái bài này thầy Hiếu sẽ hướng dẫn chúng ta ở à, trong cái mục 5 phút học toán này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách giải của một bài toán rất thú vị và cũng khá là khó trong đề thi. Ở đây chúng ta có bài toán trong đề thi vào trường lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm 2013 2014. Đề bài như sau, người ta cho chúng ta một hình chữ nhật ABCD. F là một điểm bất kỳ ở ờ, à, F vào một điểm bất kỳ ở trên cạnh AD này cạnh AD như này sau đó người ta nối BF và người ta sẽ cắt cái cạnh CD tại E ở đây tiếp theo người ta sẽ nối đỉnh A với đỉnh E đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích tam giác AEF à, và người ta cho chúng ta một vài dữ kiện trong đó AB là bằng 7 cm, BC bằng 5 cm và AF bằng 3 cm như vậy là chúng ta thấy là hình chữ nhật thì ABCD thì chúng ta có là AD với BC là bằng nhau. bây giờ thầy sẽ điền những cái thông tin về à, đoạn thẳng vào đây. chúng ta sẽ có chỗ này là 7, 7 cm, BC bằng 5 và chúng ta có AF là bằng 3. như vậy là chúng ta có tìm được DF không? chúng ta sẽ tìm ngay được DF đúng không? DF thì sẽ bằng là AD trừ đi AF. như vậy là AD là 5, 5 trừ đi AF là 3. Như vậy là chúng ta sẽ được là DF là 2 cm. Bây giờ chúng ta để bài yêu cầu chúng ta là tính cái diện tích của tam giác AEF này. Chúng ta sẽ phân tích là tam giác AEF này chúng ta biết thông tin về độ dài của AF. Nhưng rất tiếc là chúng ta lại không biết thông tin về chiều cao ED. Vậy liệu có cách nào để chúng ta tính được chiều cao ED hay không? đó là một hướng đi một hướng nữa là chúng ta có thể di chuyển làm sao để chỉ ra được tam giác af này diện tích của nó bằng với một cái tam giác khác đúng không sau đó chúng ta sẽ đi tính cái diện tích tam giác còn lại đó thì bây giờ chúng ta hãy để ý như sau thầy sẽ uh, có này thầy sẽ gạch chéo cái tam giác af như này được chưa nào và bây giờ thầy sẽ nối b với gì nối b với d ai à, thầy nối B với D được chưa như vậy là khi mà thầy nối B với D như vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy như sau chúng ta hãy quan sát cái tam giác à, à, đây thầy sẽ chọn cái bút khác đi rồi à, ok rồi bây giờ chúng ta hãy quan sát chúng ta hãy quan sát này cái tam giác màu đỏ này với cái tam giác mà thầy gạch màu vàng đây. Thì hai tam giác này nó thế nào với nhau? Diện tích thế nào với nhau? Bây giờ chúng ta hãy quan sát như sau, chúng ta thấy là diện tích của A E D nó có bằng diện tích của B E D hay không? Chúng ta thấy nhá. AED thì nó bằng AD nhân với ED chia 2. Thế còn diện tích của BED thì nó bằng BC nhân với ED chia 2. Như vậy là hai cái tam giác này diện tích bằng nhau. Đúng không? Chúng ta sẽ thấy là vì ở đây thầy có là 1 phần 2 của AD nhân với ED đó là cách tính diện tích của AED nó cũng bằng với 1 phần 2 của BC nhân với AD do là hình chữ nhật nên là chúng ta có là AD bằng với BC như vậy là hai tam giác này có diện tích bằng nhau bây giờ chúng ta sẽ suy ra chúng ta thấy là diện tích của AED thì nó sẽ bằng diện tích của AEF cộng với diện tích của EFD đúng không như vậy chúng ta sẽ có diện tích a EF cộng với diện tích của EFD thì nó sẽ bằng bên kia là sẽ bằng diện tích của BDF cộng với diện tích của EFD. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là hai cái phần này nó giống nhau này, chúng ta nó gạch đi. Đấy, chúng ta gạch đi. Như vậy lúc này chúng ta sẽ suy ra diện tích của AEF sẽ bằng với diện tích của BDF. Đúng không nào? Như vậy chúng ta có một cái kết quả rất là thú vị. Thầy đánh dấu đây là một. Bây giờ chúng ta hãy quan sát cái tam giác là BDF. Cái tam giác BDF này rất dễ để có thể tính được diện tích của nó. Đúng không? Tam giác BDF. Chúng ta sẽ có diện tích BDF sẽ bằng gì? chúng ta sẽ có là diện tích của BDF. Nào, diện tích của BDF thì sẽ bằng một nửa của chiều cao BA nhân với cạnh đáy DF. DF nhân với BA. Ồ, oh, thế thì thay số vào thôi. DF là bằng ở trên này tính là bằng 2 rồi. Thế còn BA là bằng 7. Như vậy diện tích cái này sẽ là 7 cm2. Được chưa nào? Vậy chúng ta có diện tích của AEF bằng diện tích của BDF và bằng 7 cm vuông. Một bài toán cũng khá là hay nhá. Thì ở cái cách giải này là thầy đã đi sử dụng một cái kết quả đó là liên quan đến gì nhỉ? Thầy đã sử dụng một cái kết quả liên quan đến tính chất, một cái tính chất cũng khá là quan trọng của hình thang. Đó như này, hình thang nhá. Đây, ví dụ hình thành có một cái hình thang như này. Đấy như này đây à, giả sử thầy có một cái hình thang mà thầy đang vẽ đây thế thì khi đó chúng ta chú ý là có một cái tính chất hình thang đó là diện tích của tất cả những cái tam hai cái tam giác mà thầy gạch này, này. là bằng gì bằng nhau được chưa đấy nhớ cái điều này rồi bây giờ chúng ta sẽ có uh, một cái Ờ, cách giải khác đây là cách một được chưa đây là cách một rồi đây là cách một bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cái cách hai cách hai cũng khá là thú vị đó là bây giờ các bạn để ý là cái diện tích của aef này aef này nếu như chúng ta ghép với diện tích của abf đúng không là chúng ta sẽ được là aeb thế thì diện tích của aeb có tính được không có hoàn toàn có thể tính được aeb sẽ bằng một nửa của uh, ab nhân với chiều cao thầy giả sử như là eh đi Tức là bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có cái chiều cao hạ từ E xuống ở đây. Nó là EH. Đó, thế thì lúc này chúng ta sẽ có là 1 phần 2 nhân với 7 nhân với mấy nhỉ? EH là mấy? EH là 5. Như vậy là 35 chia cho 2 chúng ta được 17,5 và đơn vị là cm vuông. Bây giờ chúng ta chỉ việc trừ đi diện tích của tam giác ABF là xong. Đúng không? Chúng ta sẽ có diện tích của ABF. Diện tích của tam giác ABF thì chính bằng một nửa của AB. 1 phần 2 của AB rồi nhân với AF. Nào, chúng ta sẽ có 1 phần 2 AB là 7, AF là 3 và chúng ta được là 10,5. Đến đây, chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng ra kết quả tương tự như ở trên này. Đúng không nào? Chúng ta lấy 17,5 trừ đi 10,5 là chúng ta sẽ được kết quả là 7 cm vuông. Và chúng ta cũng có đáp số giống hệt với cách giải số 1. Ok, như vậy thầy đã hướng dẫn chúng ta giải quyết xong cái bài hình, bài tự luận trong đề thi lớp 6 trường AM 2013-2014. Chúng ta hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để thường xuyên theo dõi các bài giảng hay của thầy Hiệu tạm biệt và hẹn gặp lại